Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, thời gian gần đây, thú chơi cây kiểng đang dần mở rộng, thế nhưng việc đưa một loại cây thân gỗ to, chiều cao tối đa có thể lên đến 35m như cây xoài vào chậu, tạo dáng thế như một cây bonsai thì cũng thật là lạ đúng không ạ? Vậy nhưng đã có cả một nhóm nghệ nhân đã và đang thực hiện thành công việc tạo tác bonsai từ cây xoài. Đây được coi như một bước để nâng giá trị cây xoài. Và câu chuyện này cùng những nội dung đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi liên tục chia sẻ trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Mời quý bà con cùng theo dõi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt đề án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2023. Chuyên mục con số hôm nay, 11 tỉnh thành có ổ dịch cúm gia cầm tiêu hủy trên 23.000 con. Chuyên mục chuyện nhà nông, bưởi da xanh bén duyên trên vùng đất đá. Mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin sản xuất đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phê duyệt đề án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn giai đoạn 2019-2023. Theo đó, mục tiêu của đề án là đến năm 2023, toàn tỉnh có 200 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, trong đó hình thành mới 89 chuỗi, nâng cấp 9 chuỗi, đảm bảo mỗi xã đều có tối thiểu một mô hình liên kết cho sản phẩm chủ lực. Tổng diện tích tham gia chuỗi liên kết là 50.000 ha, chiếm 18% diện tích đất canh tác, với sự tham gia của 32.000 hộ, khoảng 150 doanh nghiệp và 50 hợp tác xã. Nông sản tiêu thụ qua chuỗi đạt 30% sản lượng nông sản chủ lực toàn tỉnh. Toàn bộ 100% sản phẩm của chuỗi được kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và được sơ chế, chế biến. Đối với rau các loại, có tối thiểu 80% được sơ chế, 20% được chế biến bằng công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, ban hành 30 bộ tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, quy cách các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tăng tỷ lệ nông sản tiêu thụ qua hợp đồng lên 50% sản lượng nông sản toàn tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 220 triệu đồng một hectare mỗi năm. Được biết, tổng kinh phí thực hiện đề án trên là hơn 270 triệu đồng. Liên quan đến câu chuyện về giống cây trồng, thống kê cho thấy toàn thành phố Bảo Lộc hiện đang có khoảng 80 cơ sở sản xuất các loại cây giống công nghiệp và cây ăn quả như cà phê, chè, bơ, sầu riêng. Tuy nhiên, mới chỉ có hơn 20 cơ sở được cấp thông báo tiêu chuẩn cây giống xuất vườn đủ điều kiện sản xuất giống. Số cơ sở nhà vườn còn lại chủ yếu sản xuất theo hiệu ứng ăn theo, cho thấy công tác quản lý của cơ quan chức năng còn nhiều bất cập. Theo Phòng Kinh tế Hạ tầng thành phố Bảo Lộc, để đảm bảo đủ điều kiện sản xuất cây giống, các cơ sở phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định như giấy phép kinh doanh và thông báo tiêu chuẩn chất lượng cây giống xuất vườn. Tất cả đều được căn cứ theo các quy định tại Thông tư 18 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Quyết định 02 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trường hợp nếu người dân không may mua cây giống không đảm bảo chất lượng về thì phải mất 3 năm sau mới xác định được, nên hệ quả xảy ra là rất nặng nề. Vì vậy, cơ quan chức năng cần có những chế tài phù hợp, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất cây giống chui, đồng thời tăng cường các giải pháp thanh tra, kiểm tra cụ thể từng giai đoạn tại các cơ sở nhằm đảm bảo tốt nguồn cây giống và đáp ứng nhu cầu cho người dân. Xin được chuyển đến một thông tin rất đáng quan tâm về thị trường. Thưa quý bà con, giá tiêu hôm ngày 26 tháng 7 năm 2019 giảm mạnh 500 đến 1.000 đồng một ký tại hầu hết các địa phương trồng tiêu, trọng điểm của Tây Nguyên và miền Nam. Nguồn cung dồi dào, sức mua yếu đã kéo giá tiêu trong nước đi xuống, trong khi đó giá thế giới cũng đi xuống. Theo đó, giá tiêu ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước đồng loạt giảm 500 đồng mỗi ký, giá tiêu tỉnh Đồng Nai giảm 1.000 đồng mỗi ký. Theo thống kê của Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế IPC, lượng xuất khẩu hạt tiêu của Brazil trong quý 1 năm 2019 đạt 27.000 tấn, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 24% trong tổng lượng xuất khẩu toàn cầu. Lượng xuất khẩu tăng nhờ chất lượng hạt tiêu Brazil ổn định và giá cả cạnh tranh hơn so với các quốc gia sản xuất khác. Tuy nhiên, xu hướng lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp, đặc biệt là thuốc diệt cỏ glyphosate của nông dân Brazil trong thời gian qua đang được các chuyên gia cảnh báo và phần nào sẽ tác động đến chất lượng hạt tiêu Brazil trong thời gian tới. Liên tục chương trình, hướng đi mới trong cây xoài làm kiểng. Chuyên mục con số hôm nay, 11 tỉnh thành có ổ dịch cúm gia cầm tiêu hủy trên 23.000 con. Chuyên mục chuyện nhà nông, bưởi da xanh bén duyên trên vùng đất đá. Xin được chuyển đến với câu chuyện sản xuất của bà con một số địa phương trên cả nước.
Thưa quý bà con, thống kê năm nay sầu riêng của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì được sự tăng trưởng về mặt năng suất, dự kiến có thể tăng ở mức là từ 30 đến 40% so với năm ngoái. Đây là tin vui đối với bà con nông dân tại huyện miền núi này, hy vọng có thêm một mùa bội thu. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề mà bà con mong muốn các ngành chức năng quan tâm, nhất là hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao chất lượng trái sầu riêng cũng như hướng dẫn cách phòng trừ sâu bệnh hiệu quả trong thời điểm thu hoạch. Khánh Sơn được coi là thủ phủ của cây sầu riêng tại Khánh Hòa. Toàn huyện có trên 900 hectare sầu riêng, trong đó có khoảng 600 hectare đang cho thu hoạch. Thời điểm này, nông dân địa phương đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng. Nhờ nắm vững kỹ thuật canh tác, nguồn cây giống đảm bảo chất lượng, cộng với thời tiết thuận lợi, bà con hy vọng sẽ có thêm một mùa bội thu, năng suất tăng từ 30 đến 40% so với năm ngoái, bình quân từ 20 đến 25 tấn một hectare, đặc biệt có một số vườn đạt trên 30 tấn một hectare. Giá cả thì nói chung là đến giờ này thì nó vẫn tương đối ổn định như năm ngoái. Năm ngoái thì với cái giá tức là nó cũng vào đầu mùa nó cũng vào trên 4.000, 40.000 một ký. Đấy là cho cái ri 6. Còn cái chín hóa thì nó vẫn từ cái dao động từ 32 đến 35.000. Được mùa nhưng theo các chuyên gia về nông nghiệp, chất lượng sầu riêng Khánh Sơn vẫn cần phải tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ trái loại 1 thấp, chủ yếu là loại 2, loại 3 tại các vườn. Ngoài ra, việc nông dân ứng dụng một số kỹ thuật chăm sóc mới, cách thức nâng cao chất lượng trên cây sầu riêng vẫn còn hạn chế. Điều này có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến thương hiệu sầu riêng Khánh Sơn. Ở đây thì cái biện pháp mà tỉa thưa trái thì cũng chưa áp dụng được triệt để, do đó thì cái tỷ lệ trái không đạt loại 1 tương đối là nhiều. Chúng ta phải cố gắng áp dụng cái biện pháp này trong sản xuất. Rồi cái tỷ lệ lá và trên quả thì nhìn chung là nó còn thấp. Chúng ta cần cải thiện cái bộ tán để tăng cái số lá trên cây, để tăng cái tỷ lệ lá trên quả, và giúp cho cái quả sầu riêng chúng ta nó đạt được cái khối lượng, hình dạng cũng như là cái chất lượng tốt hơn. Cũng theo các chuyên gia trong ngành nông nghiệp, để kiểm soát được chất lượng sầu riêng, huyện cần tăng cường hướng dẫn, vận động nông dân tham gia các mô hình kinh tế hợp tác. Từ đó, có điều kiện quản lý tốt hơn về cách thức chăm sóc, kỹ thuật và thời gian bón phân, sử dụng vật tư nông nghiệp. Cũng liên quan đến cây sầu riêng, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 2.000 hecta sầu riêng. Khoảng 1,5 tháng nữa, sầu riêng ở đây bắt đầu cho thu hoạch rộ. Nhằm tạo thương hiệu cho sầu riêng, huyện Krông Bắk đang tiến hành triển khai quy trình truy xuất nguồn gốc sầu riêng trên địa bàn. Gia đình chị Vương Thị Nguyệt ở thôn Tân Nam, xã Ea Kên, huyện Krông Bắk có 150 cây sầu riêng Dona và Ri 6 trồng xen trong vườn cà phê, trong đó có 100 cây Dona ra quả và đã được gắn chip trên mỗi thân cây nhằm phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Khi mình đã có truy xuất nguồn gốc, tức là nguồn gốc mình rõ ràng rồi thì mình sẽ xuất khẩu được đi chính ngạch hơn, thì tất nhiên là giá cả nó sẽ cao hơn, ổn định hơn. Mình về người tiêu dùng người ta tin tưởng vào mình hơn. Được biết mỗi con chip gắn trên cây sầu riêng có ký hiệu cụ thể về tên hộ trồng, mã số cây, độ tuổi, mã tem dán lên quả sầu riêng khi thu hoạch cũng được làm riêng cho từng con chip cụ thể. Vậy nên khi sản phẩm xuất ra thị trường, đơn vị thu mua, người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xuất xứ của từng quả sầu riêng bằng điện thoại thông minh có cài phần mềm soi mã vạch. Hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Bắk đang phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành phân theo nhóm vị trí địa lý để quản lý và hướng dẫn người dân thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tiến tới lập hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Thưa bà con, thời gian gần đây, thú chơi cây kiểng đang dần mở rộng. Các nghệ nhân cây cảnh không ngừng tìm tòi sáng tạo nhiều kiểu cách mới lạ để đáp ứng nhu cầu thưởng thức cái đẹp của người chơi. Và việc đưa một loại cây thân gỗ to, chiều cao tối đa có thể lên đến 35m như cây xoài vào chậu, tạo dáng thế như là một cây bonsai, đang được các thành viên hội quán Thuận Tân, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thực hiện như một bước để nâng giá trị cây trồng chủ lực này của địa phương. Hầu hết các nghệ nhân của Hội sinh vật cảnh xã Tân Thuận Tây đều là thành viên hội quán Thuận Tân. Bên cạnh việc canh tác hiệu quả để có năng suất và chất lượng cao, các thành viên của hội quán muốn tìm ra một hướng đi mới cho cây xoài gắn với niềm đam mê cây cảnh và từ đó ý tưởng xoài kiểng ra đời. Để tuyển chọn được cây xoài ưng ý, các nghệ nhân phải đi sưu tầm ở nhiều nơi, sau đó đưa cây xoài vào chậu, khéo léo uống nắng và cái khó nhất vẫn là yếu tố kỹ thuật. Mình chỉ chọn những cái cây có dốc dáng kiểng sẵn ở ngoài đất mình mới đưa vô chậu, có nghĩa là nó phải tiếp cận được cái nắng sương thoải mái nó mới được, thì cái cây nó tán nó tốt, cành nó tươi đẹp thì nó sẽ bông nó sẽ đạt hơn. Sự chăm sóc của con người á cho cái cây mà vô chậu đó, nó phải gấp 10 lần.
Hiện tại, hội quán có khoảng trên 30 cây xoài kiểng dạng trung đang được xử lý ra hoa, đậu trái. Với những cây có dáng thế đẹp, độc lạ, có thể bán với giá hàng chục triệu đồng. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Trên 23.000 con gia cầm đã bị buộc phải tiêu hủy từ đầu năm đến nay do bệnh cúm. Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, bệnh cúm gia cầm do các chủng virus AH5N1 và AH5N6 đã xảy ra tại 13 xã của 11 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 23.000 con gia cầm. Bên cạnh đó, thì kết quả chủ động giám sát cho thấy tỷ lệ lưu hành virus cúm gia cầm tương đối cao, khoảng 2% tổng số mẫu xét nghiệm. Dự báo trong các tháng cuối năm 2019, nguy cơ dịch bệnh gia tăng là rất cao vì thời tiết thay đổi, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển, lây lan, lưu lượng vận chuyển gia cầm tăng mạnh, nhất là các tháng giáp Tết Nguyên Đán. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm theo đúng quy định của luật thú y. Đồng thời, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia cầm nhằm bù đắp cho lượng thịt heo giảm do bệnh dịch tả heo châu Phi. Tạo điều kiện xây dựng các vùng chuỗi chăn nuôi sản xuất thịt trứng gia cầm xuất khẩu, giảm thiểu nguy cơ truyền lây virus cúm từ động vật sang người. Tuy là vùng trọng điểm chuyên canh cây cà phê, nhưng ở huyện Di Linh đã xuất hiện nhiều trang trại ăn nên làm ra với các loại cây trồng mới. Một trong những loại cây trồng hiệu quả đáng chú ý tại đây phải kể đến là bưởi da xanh. Trong chuyên mục Chuyện Nhà Nông ngày hôm nay, chúng tôi xin mời bà con cùng về xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để được chia sẻ câu chuyện làm giàu từ cây bưởi da xanh của nhiều nông hộ nơi đây. Đi kinh tế mới từ Đà Lạt xuống Di Linh từ những năm 1988, lập nghiệp ở vùng đất Tân Châu, vì không có nhiều quỹ đất nên từ Tân Châu anh lại đi xa hơn vào Đinh Trang Thượng mở trang trại, mà loại hình cây trồng anh chọn để phát triển trên mảnh đất này lại hoàn toàn khác với các nông hộ xung quanh vùng. Anh chọn bưởi da xanh để trồng trên diện tích hơn 4 hectare này. Đó chính là mô hình phát triển kinh tế nông hộ của anh Lê Văn Hoàng, hiện ngụ tại xã Đinh Trang Thượng, một xã vùng xa của huyện Di Linh. Qua tìm hiểu thì thấy một số người họ trồng cái cây bưởi da xanh đấy, nó cũng lợi về bên cái công và cái đầu tư, thì mình cũng trồng thử. Mình trồng thử tới ngày hôm nay thì thấy nó mang lại cái hiệu quả cao hơn về cây trồng cà phê, về cây cà phê, nên mình cũng chuyển đổi từ từ qua bên cây bưởi. Ban đầu anh cũng chỉ dám trồng thử nghiệm vài trăm cây, thế nhưng loại cây trồng này lại phát triển rất mạnh mẽ trên mảnh đất sỏi đá này. Vậy là anh mạnh dạn đầu tư nhân giống ra khắp vườn. Toàn bộ đất đai của anh có trên 7 hectare thì đã có hơn 4 hectare được anh chuyên canh trồng bưởi. Để giảm công lao động, anh đầu tư toàn bộ hệ thống tưới tiêu tự động. Nguồn nước được cung cấp từ các ao hồ trong vườn. Quy trình canh tác cũng rất chặt chẽ. Để nâng cao chất lượng trái bưởi da xanh trong vườn, anh chọn các loại phân bón hữu cơ vi sinh, đồng thời dùng các cách xua đuổi, dẫn dụ để tiêu diệt các loại côn trùng có hại trong vườn. Cái cây bưởi thì nó có hàng tháng nó có thu nhập. Cứ tháng nào mình cũng có thu nhập. Và một năm thì nó cũng được 2-3 vụ chính. Hiện bưởi da xanh trong vườn được anh bán với giá 35.000 đồng mỗi ký. Tính trung bình mỗi cây bưởi đạt năng suất cho ra khoảng 5-7 tạ trái mỗi năm. Một hecta trồng khoảng 300 cây bưởi thì mỗi năm giá trị trung bình của một hecta bưởi lên đến 1,5 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng mà trước kia anh đã canh tác. Chính vì vậy, hiện bưởi da xanh cũng là một trong những loại cây trồng được nhiều nông dân trong vùng lựa chọn để chuyển đổi hình thức canh tác. Hiện tại đất này đó là nó rất phù hợp với là cái trồng cây bưởi rau xanh. Thì trong vừa rồi cũng tuyên truyền cho bà con nên trồng xen một số cây bưởi rau xanh. Tại vì cái giống với cái bưởi này là giống từ miền Tây lên, nhưng mà giống rất đạt chuẩn. Nên bà con cần trồng một số cây bưởi để tăng năng suất cho bà con, tăng thêm thu nhập cho bà con thôi. Bưởi da xanh ở Đinh Trang Thượng có hương vị thơm ngon, không bị khô, trọng lượng trung bình từ 1,2 đến 2 kg, mẫu mã đẹp, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Chính vì vậy, nhiều năm nay giá bưởi da xanh ở đây luôn duy trì khá ổn định, không bị rớt giá và luôn trong tình trạng không đủ cung cấp. Hy vọng đây sẽ là loại cây trồng mang lại nguồn thu lớn cho các nông hộ, góp phần vào sự phát triển của Đinh Trang Thượng nói riêng và vùng trồng trái cây nói chung của Lâm Đồng. Nội dung chia sẻ đáng chú ý trong một chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltva@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Kim Quý và Thiên Phước xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.